Nhiều công ty nói họ khác biệt với những công ty khác. Nhưng có bao nhiêu công ty có thể chứng minh được điều đó? Nu Skin, với gần 30 năm lịch sử và liên tục phát triển, với mức thu nhập đạt kỷ lục 1.7 tỷ Mỹ Kim và tiếp tục tăng trưởng, phát triển và phân phối trên 50 quốc gia toàn cầu, có cổ phần trên thị trường chứng khoán, được bầu chọn là một trong 100 công ty đáng tin cậy nhất, được công nhận là một công ty có ảnh hưởng tốt qua các chương trình từ thiện, đã giúp đỡ hơn 235 triệu bữa ăn cho các trẻ em nghèo, được tuyên dương là một công ty có tính cách sáng tạo nhất với một đội ngũ nghiên cứu hàng đầu, hơn 75 khoa học gia làm việc toàn thời gian, hợp tác với các khoa học gia nổi tiếng thế giới, đem kỹ thuật nghiên cứu về công trình chống lão hóa lên một bước tiến mới, nghiên cứu các tế bào di truyền, kỹ thuật ageLOC được xây dựng trên quá trình hơn 30 năm, nghiên cứu chống lão hóa độc quyền để cho ra đời những sản phẩm độc đáo đáp ứng cho nhu cầu chống lão hóa toàn cầu. Một loạt những sáng chế độc đáo và tiếp tục đầu tư vào tương lai, giúp đỡ con người nâng cao chất lượng cuộc sống với các sản phẩm độc đáo và cơ hội có 102. Nu Skin đã trả hơn 8 tỷ Mỹ Kim tiền huê hồng và con số tiếp tục gia tăng. Cứ mỗi 5 ngày, có một người lập được doanh thu 1 triệu trở lên từ công ty. Bằng chứng ở nơi Nu Skin, con người, sản phẩm, văn hóa và cơ hội giúp cho Nu Skin trở nên một công ty thực sự khác biệt.